rất quá, có là những phòng ống rất giàu mà ông bất thường. Một cả phòng góp dành cho FC Bobby. Thật không ngờ, một bàn mở tỷ số rất nhanh. Trận đấu vừa mới trôi qua những phút đầu tiên của trận đấu, FC Bobby đã mở tỷ số từ một pha dứt điểm cận thành, một pha ra chân rất nhanh. Vâng, sút ngay. Trịnh Văn Cường đã có bóng rồi, bóng bắt đầu mở sang cho đi sút ngay, một quả đá phạt góc cho FC Phú Sơn. Nguyễn Tiến Đạt đã có bóng, mở bóng ra, mở bóng sang cho Nguyễn Tân Hải rất khéo. Mở bóng cho Trịnh Văn Cường, không được rồi, một tâm huy rất chắc chắn. Bóng được cho vào, không được rồi. Phản công nhanh cho FC Bobby. Đỗ Thanh Tuyến, đội Việt Tâm Huy, tiếp tục là Đỗ Văn Hùng. Rất khó được vượt qua người bà Phong. Trần Công Hải đang đứng trước bóng. Cường, Trịnh Văn Cường. Bu, Bu Tuyển. Rất chắc chắn của bóng đã chạm được vào trong đường công huy. Rất nguy hiểm. Một cầu thủ sút ngay. Có lẽ là một quả chào bóng không. Trần Thái Ngọc mở bóng cho Đỗ Thanh Tuyến rất dễ, sút ngay. Thành công ghi bàn. Anh rất khát khao. Anh đã có một bàn thắng trong những phút đầu tiên rồi. Vâng, một Thanh Tuyến rất khát khao. Sân bên phía của FC Bobby. Bên ứng cử viên cho găng tay vàng của giải đấu ngày hôm nay. Cường Dịch đã lên rồi. Phát bóng rất mạnh. Bóng được chuyển đến chân Tấn Thưởng, rất khéo. Tấn Thưởng đối diện với Tiến Đạt, đặt duy. Nguyễn Văn Hùng tiếp tục. Trần Thái Ngọc rất quái, rất quái. Thái Ngọc. Tấn Thưởng làm gì đây? Rất khéo. Không qua được Nguyễn Tiến Đạt. Để thực hiện cấp đội bóng. Nguyễn Tân Hù. Bố Văn Hùng. Cha này và cho đối thanh tuyến không. Không, một quả sút ngay. Ngọc Du và Quang Huy. Rất bình tĩnh, vẫn là Tống Văn Thưởng. Người quen sẽ Đỗ Thanh Tuyển, sút ngay. Đây là những quả sút xa rất căng. Khả năng chạy lướt và tỷ lệ của anh cũng rất tốt. Anh là một cầu thủ chạy cánh một đấu, chạy cánh hàng đầu của Trịnh Văn Cường rất khéo. Đã có mở bóng cho Tống Thưởng làm gì đây? Tống Thưởng và Nguyễn Tiến Đạt. Nguyễn Văn Hùng sút ngay. Không được rồi, một cú sút bù phối chính xác. Bóng đẹp rất khéo. Tống Thưởng mở bóng cho Trần Đông Hải. Nguyễn Văn Hùng rất khéo, rất bình tĩnh. Đỗ Thanh Tuyến làm gì đây? Đỗ Thanh Tuyến và Nguyễn Tiến Đạt. Trần Đông Hải đã lao vào rồi. Nguyễn Tiến Đạt đã cướp được bóng. Đỗ Thanh Tuyến. Vâng, các anh bóng mạnh lên cho Tống Thưởng, rất khéo. Tống Thưởng và thắng bếp. Bóng được trả sang cho Đỗ Văn Hùng. Đỗ Văn Hùng trả sang cho Trần Thái Ngọc. Không, anh vẫn sẽ đấu tiếp. Trả lại cho Nguyễn Ngọc Duy. Quang Huy. Rất bình tĩnh và từ từ vẫn phong cách dẫn đích đạt của đội trưởng Nguyễn Quang Huy. Một quả phát bóng mạnh của Nguyễn Tiến Đạt rất nguy hiểm. Không được rồi. Tống Thưởng có bóng, Đỗ Thanh Tuyến. Không phải. Đỗ Thanh Tuyến làm gì đây? Nguyễn Tiến Đạt.
Bắt người rất sát, cái này ra chân rất nhanh. Có lẽ là một quả treo bóng vào. Một quả sút ngay đi đúng vào vị trí của thủ môn Nguyễn Quang Anh. Trần Thái Ngọc có bóng, không có khó khăn gì đối với Trần Thái Ngọc ạ. Tống Văn Tưởng làm gì đâu? Đỗ Văn Hùng sút ngay, rất nguy hiểm. Bóng đã rơi xa ngăn ở khung thành thủ môn đội tuyển Phú Sơn. Một quả sút xa rất căng, bóng đi đúng vào góc chữ A của thủ môn của khung thành thủ môn đội tuyển Phú Sơn. Rất từ từ triển khai. Thắng lợi và Tống Tưởng. Tống Tưởng rất quái. Đỗ Thanh Tuyền đầu bóng rất nhanh. Vâng, một quả đá phạt biên cho FC Phú Sơn. Rất chính mãnh của Đỗ Văn Hùng. Rất khó chịu nhưng bóng đã nằm gọn trong tay Nguyễn Quang. Phản công nhanh cho FC Ba Vì. Đỗ Thanh Tuyền và Nguyễn Tiến Đạt. Bá Phong đã cướp được bóng rồi. Văn Quang rất khéo. Qua được hai người rồi, không qua được Nguyễn Quang Huy. Vâng. Nguyễn Quang Huy đang có bóng. Vượt qua trận bắt tiền rồi. Không hiểu, chúng tôi không hiểu. Đỗ Thanh Tuyền. Ngô Bá Phong. Đi. Một quả đánh ta lên. Rất nghệ thuật của Đỗ Thanh Tuyền. Nguyễn Quang Đạt đã có bóng. Bóng được chuyển sang cho Trần Đông Hải. Lê Văn Thắng. Trần Đông Hải bài rất nhanh. Bố thật tiền rất khéo. Một quả đánh đầu rất hay của Đỗ Thanh Tuyền. Nguyễn Quang Đạt lại là một quả chơi bóng. Không được rồi, không qua được cái đầu của Nguyễn Quang Huy. Tương thực là người thực hiện. Vẫn là Nguyễn Quang Huy, vẫn là cái đầu của Nguyễn Huy. Phản công nhanh, Đỗ Thanh Tuyền cố gắng. Chuyển ngay vào Đỗ Thanh Tuyền không được. Nguyễn Quang Đạt đã cắt được bóng rồi. Trịnh Văn Cường. Lại là thắng bếp. Thắng bếp mở bóng không cho ai cả. Bóng được chuyển đến cho Trịnh Văn Cường. Nguyễn Quang Huy. Trần Thái Ngọc đã có bóng. Đỗ Thanh Tuyền đang xin bóng. Trần Thái Ngọc và Nguyễn Tiến Đạt. Không được rồi, vẫn là sự chắc chắn của Đạt Gattuso. Đâm lên, nhảy! Đâm lên!
Bobby là người giao bóng chưa? Đỗ Duy Hùng, Trần Thái Ngọc, Nguyễn Ngọc Duy. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn từ rất rồi. Không có gì để khó khăn đối với anh cả. Trần Đông Hải có vẻ như không đủ quên. Trần Thái Ngọc đang có bóng. Bóng được mở sang cho Tống Văn Thường. Tống Thường trả ngược lại về cho Ngọc Duy. Ngọc Duy trả ngược về cho Quang Huy. Quang Huy rất bình tĩnh, vẫn rất đĩnh đạc. Duy Hùng rất thoáng. Bóng được mở cho Tống Thường, không được rồi. Tình rất ra rất nhanh. Anh áp sát rất nhanh, không để cơ hội cho Tống Thường có khả năng thời gian xử lý và ra chân. Không qua được cái đầu của Quang Huy với khả năng khống chiến rất mạnh mẽ cùng với chiều cao. Quang Huy vẫn rất bình tĩnh, rất bình tĩnh. Duy Hùng đối diện với Mã Phong, không được rồi, không có lỗi. Thanh Kiểm có bóng. Thái Ngọc, Bình Hải. Một con dây ống rất thay của chúng ta đây. Người xuất cũng thay mà. Quang Huy đang tập bóng.
đi 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 xin lỗi, không được rồi, cho anh Tùng về rất nhanh. Vâng, Tùng Dách đã bóng ngay cho Trần Đông Hải. Và Trần Đông Hải không được gì phải vượt cả. Vào Ngọc Du. Ngọc Du tập tức Ngọc Du. Làm gì đâu, hỏi bán cho Đỗ Du. Đỗ Du, xin lỗi. Ngày hôm nay Đỗ Du rất tích cực xuất xa. Nhưng Trần Thái Ngọc cầu bóng rất khó, xuất ngay. Đang đi làm gì đây? Được rồi, một pha ra chân rất nhanh. Đứng trước bóng là Nguyễn Tân Đạt. Một quả phất không dài. Anh em quay về nào. Không chờ ai cả. Đi lên. Trận đấu đang rất nóng rồi. Vào. Đang chuyển sang nhanh. Du này. Đây này đang ngoài biên đi. Không có gì. Thành Cường bắt bàn lên cho không ai được vâng. Rất tiếc hai người cùng tên chung là đồng đội của FC Vân Châu. Một trận đấu không có tình anh em, không tình bạn bè, không tình giao hữu. Sao rất là khó khăn. Trận chung bắt đầu không được bao lần nào rồi. Anh đi bóng. Thầy Đông. Thầy Đông. Rất là. Bên lên, bên lên, bên quá ai ta quá ngay 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 của Quang Anh. Một pha phản bóng rất mạnh ở trên ghế bên trên. Không qua được cái tay của Tiến Đạt. Thắng tết. Bóng được để sang cho Đỗ Duy. Không cho ai cả mà xin cứu được không? Được rồi. Bóng bóng em ơi. Thắng tết. Lên. Làm gì đây? Treo bóng vào. Đây một quả bóng rất mạnh của Thái Ngọc. Bóng khả năng sẽ được. Rất nhanh. Quang Huy Võ Lập. Thái Ngọc và Bá Phong. Thái Ngọc và Bá Phong. Lên bán giải. Ra đi.
còn bất hiếu. Đúng rồi, không xin rồi. Chào và chào đến các chiến sĩ. Chúng ta đã được chứng kiến một phát đảo bàn đèn rất tươi đam mê của Huế Thanh Thắng. Một trận đấu tưởng chừng như nếu có thể chuyển hóa thành bàn thắng thì đó là một trận đấu đẹp nhất của giải đấu ngày hôm nay. Vào giữa luôn là bắt phạt. Xin lên này, lên này. Bỏ qua được ba nhân dân, chúng ta tuyệt làm sự đây căng vào trong tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối bóng đích cả. Ăn luôn, ăn luôn, ăn luôn, chạy ra ngay. Trong thấy gặp, chú lên. Chuyển đây. Quân đạt. Quang Huy. Thắng vọng, chú lên. Không có gì cần phải được đánh đánh trong tay của chủ mưu chúng tôi sẵn sàng. Quang Huy. Đeo, đeo, đeo. Quang Huy. Mạnh, mạnh đi phong. Vâng, câu, 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 Anh ơi tên của trận chung kết của ngày hôm nay.